Còn bây giờ thì xin mời quý khán giả cùng cập nhật tình hình thời tiết để có thể chủ động trong mùa vụ. Xin chào chị Hồng Quyên. Bà con ở đồng bằng sông Cửu Long đang rất quan tâm đến diễn biến lũ để đánh bắt thủy hải sản và thu hoạch các nguồn lợi từ mùa nước nổi. Không biết là những ngày tới sẽ như thế nào vậy chị? Dạ, xin chào các anh chị cùng với quý vị khán giả. Mực nước trên sông Cửu Long sau một tuần tạm giảm thì cuối tuần này đang có xu hướng tăng trở lại. Đó là nhờ nước từ thượng nguồn đổ về. Và dự báo tại hai trạm Tân Châu và Châu Đốc, mực nước sẽ tăng trung bình mỗi ngày đó là khoảng từ 1 cho tới 3 cm. Cho tới ngày 26 tháng 10, tức là vào khoảng thứ tư tuần sau, thì mực nước sẽ dao động quanh mức báo động 1. Theo dòng nước về, nguồn lợi thủy sản sẽ lại tăng lên. Và đây sẽ là tin vui cho bà con của mảnh đất Chín Rồng. Bên cạnh đó thì bà con cũng có thể tận dụng nguồn nước như thế này để nuôi trồng thủy sản. Hiện thì toàn huyện Dồng Riềng của tỉnh Kiên Giang có hơn 1.300 hecta cá nuôi trong ao. Còn cá nuôi trong vèo thì có khoảng hơn 8.000 vèo. Ưu điểm của cá trong vèo đó là không cần diện tích lớn mà có thể tận dụng mặt nước trong ao hoặc là dưới kênh để làm vèo nuôi. Chưa kể nguồn thức ăn trong tự nhiên nên nuôi cá cũng sẽ giúp giảm bớt chi phí. Còn về thời tiết Kiên Giang, trong 7 ngày tới thì bà con cần lưu ý là mưa dông sẽ có thể xuất hiện về chiều và ban ngày thì trời có nắng. Trong khoảng thời gian như thế này thì bà con có thể tranh thủ để chăm sóc cho vèo nuôi thủy sản. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 31 cho tới 32 độ. Các nơi khác ở Nam Bộ cần phải lưu ý những trận mưa dông mạnh vào chiều mai. Dù là ít điểm, mưa vừa mưa to thôi, nhưng mà trong cơn dông vẫn tiềm ẩn gió giật và sấm sét nguy hiểm. Trước khi mà chuyển mưa thì toàn khu vực Nam Bộ sẽ có nắng gián đoạn. Từ sáng cho tới 2 giờ chiều mai, nhiệt độ cao nhất tại một số nơi như thành phố Phú Quốc, thành phố Cần Thơ hay là thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi khác sẽ dao động trong khoảng từ 31 cho tới 32 độ.